Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài bến quê trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 2 trang 100. Đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu về kiến thức cơ bản của bài. Thứ nhất, về bố cục, văn bản có thể được chia làm 3 phần. Phần 1, từ đầu cho đến trước cửa sổ nhà mình. Nội dung của phần này là tình cảm của nhân vật Nhĩ qua cuộc trò chuyện của Nhĩ và Liên. Phần 2, từ chỗ tiếp theo cho đến lá buồm cánh rơi in bật trên một vùng nước đỏ. Nội dung phần này là hành trình sang bên kia sông của Tuấn. Phần 3 là phần còn lại. Phần này nói về chuyến ghé thăm Nhĩ của cụ giáo Khuyến. Tiếp theo về nội dung chính. Qua cảnh ngộ và tâm trạng của nhân vật Nhĩ, chuyện bến quê gửi gắm những suy nghĩ, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời, thức tỉnh mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình, quê hương. Bây giờ, để làm rõ hơn về những nội dung này, chúng ta cùng đi vào phần đọc hiểu văn bản. Trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa. Nhân vật Nhĩ trong truyện ở vào hoàn cảnh như thế nào? Xây dựng tình huống ấy, tác giả nhằm thể hiện điều gì? Các em ạ, nhân vật Nhĩ ở trong truyện ngắn này thì ở vào một cảnh ngộ éo le và ngặt nghèo. Anh từng đi khắp mọi nơi trên trái đất, có thể nói là không thiếu một xó xỉnh nào. Thế mà, về lúc cuối đời, Nhĩ lại bị buộc chặt vào giường bệnh bởi một căn bệnh ác khiến anh gần như bị liệt toàn thân và sự sống của anh đã gần cạn kiệt. Anh không thể nào tự mình dịch chuyển được dù chỉ là nửa người ở trên giường bệnh. Cũng chính lúc này đây, Nhĩ mới phát hiện ra bãi bồi màu mỡ ngay bên kia sông, nơi bến quê thân thuộc đó, vẻ đẹp bình dị mà hết sức quyến rũ. Xây dựng tình huống ấy thì Nguyễn Minh Châu nhằm phát hiện những quy luật của đời sống và chiêm nghiệm triết lý về cuộc đời con người. Trong cuộc sống và số phận con người chứa đầy những điều bất thường, những nghịch lý, ngẫu nhiên, tất cả vượt ra ngoài những dự định và ước muốn, cả những hiểu biết và toan tính của con người. Đến với câu hỏi số 2. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, khi nằm trên giường bệnh, Nhĩ đã nhìn thấy những gì qua khung cửa sổ và anh khao khát điều gì? Vì sao Nhĩ lại có niềm khao khát ấy và điều đó có ý nghĩa gì? Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, ở cảnh ngộ bị buộc chặt vào giường bệnh, giữa một buổi sáng đầu thu, Nhĩ đã cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên được nhìn từ khung cửa sổ căn phòng của mình. Đó là một vẻ đẹp mà trước đây, dù có điều kiện đi khắp thế giới, anh vẫn không thể nhận thấy được. Không gian ở đây có chiều sâu và chiều rộng từ những làng ngay phía ngoài cửa sổ đến con sông Hồng với màu đỏ nhạt đã vào thu, vòm trời và bãi bồi bên kia sông. Những bông hoa bằng lăng cuối cùng còn sót lại thì trở nên đậm sắc hơn. Con sông Hồng một màu đỏ nhạt, mặt sông như rộng thêm ra, vòm trời cũng như cao hơn. Những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển từ mặt trời lên những khoảng bờ bãi bên kia sông Hồng, lúc này đang phô ra trước khuôn cửa sổ của gian gác nhà Nhĩ, một thứ màu vàng đan xen với màu xanh non. Những màu sắc thân thuộc quá, như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Và có thể thấy, những cảnh sắc đó thì vốn quen thuộc gần gũi, nhưng giờ đây lại như rất mới mẻ với Nhĩ. Như thể lần đầu tiên anh mới được gặp, đúng không nào? Và đọc tác phẩm, chúng ta có thể nhận thấy, Nhĩ khao khát được đặt chân lên bãi bồi bên kia sông. Đó là một khao khát vô vọng, vì lúc này đây, anh đang sắp phải giã biệt cuộc đời. Điều ước muốn ấy của anh thì cũng chính là sự thức tỉnh về những giá trị vững bền bình thường và sâu xa của cuộc sống các em ạ. Những điều ước muốn ấy của anh cũng chính là sự thức tỉnh về những giá trị vững bền bình thường và sâu xa của cuộc sống các em ạ. Những giá trị đó lúc còn trẻ thì thường bị người ta bỏ qua hay quên lãng khi những ham muốn xa vời đang lôi kéo mình. Tiếp theo, đến với câu hỏi số 3. Vì sao có thể nói ngòi bút miêu tả tâm lý của Nguyễn Minh Châu ở thiên truyện này rất tinh tế và thấm đượm tinh thần nhân đạo? Phân tích sự miêu tả tâm lý nhân vật Nhĩ để khẳng định nhận xét ấy. Các em lắng nghe cô gợi ý trả lời câu hỏi này. Về sự tinh tế, thì từ những cử chỉ ngại ngùng không dám nhìn vào mặt con đến những câu hỏi liên vì sợ rằng mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhĩ ngượng nghịu khi nói ra yêu cầu kỳ quặc của mình đối với đứa con trai. Lo sợ rằng đứa con trai vì mải chơi mà không kịp chuyến đò. Tưởng tượng mình là đứa con trai đang ở trên chuyến đò đó, thu nhặt hết chút sức lực cuối cùng để nhô mình ra ngoài cửa sổ và khoát khoát đứa con trai. Còn về tinh thần nhân đạo, thì tác giả đặt Nhĩ, nhân vật của mình vào một hoàn cảnh đặc biệt ngặt nghèo, giáp danh giữa sự sống và cái chết để chiêm nghiệm một triết lý về đời người.
Dù trong hoàn cảnh hiểm nghèo, nhân vật vẫn ánh lên hy vọng được đi đến bãi bồi bên kia. Qua đó đã thể hiện được tình yêu quê hương của nhân vật Nhĩ, đúng không nào? Câu hỏi số 4. Ở đoạn kết truyện, tác giả đã tập trung miêu tả chân dung và cử chỉ của nhân vật Nhĩ với vẻ rất khác thường. Hãy giải thích ý nghĩa của các chi tiết ấy. Có thể nhận thấy, hành động khác thường của Nhĩ trong phần cuối truyện đó là anh đang cố thu nhặt hết mọi chút sức lực cuối cùng còn sót lại để đu mình nhô người ra ngoài, giơ một cánh tay gầy guộc ra phía ngoài cửa sổ, khoát y như đang khẩn thiết ra hiệu cho một người nào đó. Có thể được hiểu là anh đang rất nôn nóng thúc giục cậu con trai của mình hãy nhanh chóng lên, kẻo lỡ chuyến đò duy nhất trong ngày. Và đây cũng là ý muốn thức tỉnh mọi người về những cái vòng vèo, trùng trình để nhắn tới những giá trị đích thực vốn rất giản dị, gần gũi và bền vững các em ạ. Câu hỏi số 5. Nhiều hình ảnh, chi tiết trong truyện này mang tính biểu tượng. Hãy tìm một số hình ảnh, chi tiết như vậy và nêu ý nghĩa biểu tượng của chúng. Có một số gợi ý cho câu này, ví dụ như hình ảnh bãi bồi bên kia sông, bờ sông bên này bị sụt lở, hay chi tiết anh con trai sa vào đám chơi phá cờ thế. Các em ạ, trong truyện ngắn thì có nhiều hình ảnh, chi tiết mang tính biểu tượng, nghĩa là mang hai lớp nghĩa, nghĩa thực và nghĩa biểu tượng. Hình ảnh bãi bồi bên kia sông, ngoài ý nghĩa thực như chúng ta đã biết, thì còn là vẻ đẹp của đời sống trong những cái thực bình dị, gần gũi, thân thuộc như một bãi bồi, một bến quê, và nói rộng ra là quê hương, xứ sở. Còn những bông hoa bằng lăng cuối mùa, màu sắc như đậm hơn, tiếng những tảng đất lở bờ sông bên này đổ ụp vào trong giấc ngủ của Nhĩ lúc gần sáng là hai chi tiết gợi ra cho biết sự sống của Nhĩ đã ở vào những ngày sau cuối. Còn chi tiết, đứa con trai của Nhĩ sa vào một đám chơi phá cờ thế trên đường đã gợi ra điều mà Nhĩ gọi là sự phòng vèo, trùng trình trong đời sống của con người. Ngoài ra, hành động và cử chỉ của Nhĩ ở cuối truyện cũng mang ý nghĩa biểu tượng như đã phân tích cả câu trên, đúng không nào? Câu 6. Truyện ngắn này chứa đựng những suy ngẫm, trải nghiệm của nhà văn về con người và cuộc đời. Tìm trong văn bản đoạn văn thể hiện tập trung chủ đề của truyện và nêu cảm nhận của em về đoạn văn. Có thể tìm ra đoạn văn thể hiện chủ đề là đoạn văn diễn tả những suy nghĩ của Nhĩ khi thấy đứa con trai ham chơi quên cả việc bố nhờ. Không khéo rồi, thằng con trai lại trễ mất chuyến đò trong ngày. Nhĩ nghĩ một cách buồn bã. Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc trùng trình. Và lại, nó đã thấy có cái gì đáng hấp dẫn ở bên kia sông đâu. Họa chăng chỉ có anh đã từng trải, đã từng in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ, mới nhìn thấy hết sự giàu có, lẫn mọi vẻ đẹp của một cái bãi bồi sông Hồng ngay bờ bên kia, cả trong những nét tiêu sơ và cái điều riêng anh khám phá, thấy giống như một niềm say mê, pha lẫn với nỗi ân hận đầu đời. Lời lẽ không bao giờ giải thích hết. Qua đoạn văn vừa rồi, thì tác giả muốn nhắc nhở con người cần thức tỉnh để nhìn nhận đúng đường hướng cần phải đi. Đồng thời, khẳng định giá trị bền vững thì vẫn luôn tồn tại trong những điều bình dị, gần gũi nhất các em ạ. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài Bến Quê trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9, tập 2, trang 100. Ngoài ra, các em cũng có thể lên trang lời giải2.com để lắng nghe bài giảng của những bài khác. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại!